hello chào các bạn, mình tên là Quang Dũng. Ok, hello chào các bạn, mình tên Lindo. Ok, hello chào các bạn, mình tên Adrian. Yeah. Chào các bạn đến với channel Chuyển Xe Tình Thương. Thì ngày hôm nay cũng là một tuần, hơn một tuần trôi qua đây. Thì mình chưa có nấu cho bạn của Mativadu. Dạ, mùi dần đấy. Dạ, mùi dần đấy. Dạ. Thì ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ nấu cho bạn đó. Thì chắc là các em nhỏ đó cũng đang mong chờ, cũng hỏi tại sao là lâu chứ không thấy chủ quán dùng đến nấu cho các em ăn. Thì ngày hôm nay thì mình chọn một cái món đó là mì nấu sao thịt bò ấy mọi người. Đấy, nấu thịt bò. Ở đây gồm là thịt bò này, mình mua từ lúc sáng này. Cà chua, đây là hành tỏi, đây là mì. Thì cái này thì lát nữa mình sẽ bẻ đôi ra, bẻ ba ra. Mình sẽ luộc lên và mình sẽ cắt thịt bò và làm thịt bò để sao chúng với mì. Cô nhé, sao cô mềm hay cô mì đặt? Dạ, sao cô mì đặt? Bọn, tudo que quer conhecer mais o preparo conforme eu gosto de preparar ainda não cago mim pô já já lindo này là để phải học cái món này để học cái này dạ dạ thì mình cũng muốn nói là hôm qua thì mình cũng đã đến bản của anh Đông thì mình thực sự rất là cảm động vì thấy đó còn nghèo khổ hơn nhiều so với đi bản khác thì mình cùng đã nấu đó cho đó một món ăn đó là cháo gà rồi thì mình cũng rất là muốn nấu cho toàn bộ những cái dân bản đó ăn số lượng rất đông. Thì mình sẽ cái chuyện này xin mình trực tiếp nói về anh Đông và nhờ anh Đông tìm anh Đông để giúp đỡ và sẽ nấu một cái món thật là ngon và thật là nhiều nó cho tất cả các người dân bản đoán đấy cái là Nova xin chú xin để tất cả phải tu và cùng mình xin 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 mình sẽ nấu cho tất cả mọi người ăn cái đó thì con phải thêm nhân lực mọi người ạ vì mình bây giờ mình thì buổi tối thì mình đọc tất cả comment của tất cả bạn thì mình cũng thấy các bạn góp ý các món ăn và cũng như là các địa điểm để mình nấu thì mình cũng đã ghi nhận và mình chắc chắn là mình sẽ đi tất cả các bạn thôi, bạn nào mình cũng đi hết, chỉ cần có trẻ em nghèo và không có ăn đói thì mình sẽ đi nấu tất cả các mọi người đó ăn thôi, bạn nào cũng sẽ đến nơi cả. Và trong tuần này thì mình sẽ đến bản anh Đông một lần nữa thì hy vọng là các bạn sẽ chờ đón và đón xem là có gì hấp dẫn và thú vị mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cùng Lindo và Ariano sẽ tiến hành là làm món này, lúc nào xong thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Ok. Ok. Thịt bò sai mọi người. Đi gà xin. Thịt bò sao? Cái chúa sao được? Bò sao sao? Đấy. Ui chùi. Ok. Giờ mình sẽ đảo thịt bò mọi người. Đấy. Mình sẽ đổ. Đây, đi đâu? Này đảo cho anh. Không, đảo cho anh. Đây là cái nồi bún đấy cho mọi người. Đấy. Mình đã nấu bây giờ mình chờ nó càn được một tí thì mình không để càn nhiều nha. Là bây giờ mình sẽ để một ít nước để cho em nhỏ ăn cho gọi là không khô quá. Thơm lắm. Ok, thịt mặn đi đây. Dạ. Ở bên dùng thịt mặn liền. Đúng rồi. Không nhiều, đảo sâu đều. Dạ. Đây. Ôi, mùi tù luôn. Ngon. Chảy nước mạnh này. Ngon, lắm. Nước đen ngon đấy. Dạ, dạ, dạ. Ngon. Dạ. Ok các bạn, thì mình sẽ xay trong bò xong mình sẽ bỏ vào bún nha. Sẽ đưa lên cho các em nhỏ và nó chắc là mọi người cũng đã làm món chơi đây. Cả em đang làm món chơi đây. Hơn một tuần trôi qua chứ thầy quán dùng đến. Các bạn nhớ lắm. Mình cũng nhớ em nhỏ lắm. Răng xuyên số. Mi saudade? Sim. Ei, muito saudade. Já uma semana não passar aqui? Sim. Está com fome? Sim. Hoje está a fazer massa com carne de vaca, já? Sim. Yeah. Ok, mano. Thì chuyện xe là đến thôi. Thì cũng đã quá một tuần rồi mọi người. Thì mình cũng chưa quay lại ở đấy. Em nhỏ đây. Mati Faro Town. Siku. Thì bây giờ mình sẽ nấu em nhỏ ở đấy ăn. Cái em nhỏ thầy nói là nhờ anh Quang dùng quá tại vì là lâu không thầy lên một tuần thôi. Bây giờ để chị kể coi ăn chỗ nào cho ý bí mày mới được thầy mới được cái ô mà tí vào đâu anh về chà chà
mucho tiempo, ¿no? Para sí, auto. Sí. ¿Me saudade? ¿Né? Sí. Y ahora me dan beso. Ahora va a beso. Uy, chay, uy. Pues es cinco. Ahora sí voy a hacer mi buena comida, ¿ya? Sí. Pero ahora vamos a preparar el sitio que sentar. Sí. Chao, các bạn. Đây, fala dos, fala chao, các bạn. Chao, các bạn. Nhớ các bạn. Nhớ các bạn. Đấy, một tuần nữa nhớ các bạn. Đấy. Xin khí cụ, fala chao, các bạn. Fala tipo Matibadu. Chao, các bạn. Đấy là Matibadu vẫn lãnh lời hơn mọi người. Đấy. Vậy bây giờ vai lavar mão, já? Agora tudo vai lavar bem mão. Tem que lavar bem. Já? Essa aqui guarda na mamá. Vai lavar mão. Corre, corre. Depois volta aqui, já? Lava bem. Aí, các em nhỏ thấy mình đến rất là vui. Lâu lắm rồi. Hơn tuần rồi. Já tá lavar mão? Sim. Tá tudo. Coi, mostra na mão. Já lavar tudo, né? Sim. Mas tiver o... Ei, esconde aqui. Tá limpo? Chào các bạn chưa? Chào các bạn! Chào các bạn! Dạ ta cùng phô mi? Sì! Phô mi muito, né? Sì! À, muito tempo nó về aquí, mi saudade. Ok bạn, thì bây giờ mình đã chuẩn bị bàn ghế cho các em nhỏ ngồi rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là múc thức ăn. Đấy. Hoy si tem boa comida, ya? Sì! Vai ficar cuia? Sì! Chào beba! Chào beba! Okay. Ya, Ariano, vamos a hacer aquí. Ok, bạn, ấy, mình để đây để buộc chặt chè chứ cái xe này đi. Đó chưa? Cái xe bị đổ mọi người ạ. Nên là mình phải buộc chặt chè. Trời ơi, cái nồi bột thịt bò. Ya, bố xe gọi là vai ficar em frente para quê? Mày phải... Antes de comer, canta só, senão depois não vai dar comida. Đấy, cả em rất là ngoan luôn. Nói là hạt đấy. Đây là phần nước sốt cho mọi người. Nước sốt mình sẽ bỏ thêm vào cho em. Đây. Thấy chưa, ok. Ok. Anh là một tôi. Ô bà tê mau. Cô mi đà vê ô. Đi. Ok. Muối tu, muối tu mọi người. Thịt bò đậu về à. Bò đẻ mấy à. Đấy. Mình sẽ chán một tí nước sốt vào. Đây. Đấy. Đây này. Đấy, bố em nó còn sẽ có một đứa như này. Nấu ba à. Dạ, trai ra kì. Hạt một tí là mệt là ăn được nhiều rồi mọi người.
cho em hát cho vui. Acome tu vea. Acome tu vea. Đây các bạn. Đây, một đĩa của các em đây. Đấy. Ok. Música me come se llama esa. Cantar. Ya. Obrigado. Okay, yeah. Obrigado. Cảm ơn. 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 Cười cái nàng chưa luôn. Vì là kiểu lâu lắm mới đến đỉnh nè. Nhưng em nhỏ này. Hoy yo cuya muy tú nè. Sí. Yeah, veo ve aquí para comida cuya. Sí. Yeah. Agora, mời các bạn ơi. Ok các bạn, đi để các em nhỏ nha. Agora, vamos a ti, te puedo comer ya. Ya. Venga, culiere. Come. Ya. Sí. Ya. Agora, muito cuia. Yeah. Aí, tá bom. Já esse moça tá bom. Agora ajuda só, tem carne aqui também. Coisa. OK. Ariano. Ajuda só quem não consegue comer bem, que? OK, OK. Ajuda aí, OK. Oi, cara, é mano nhiều, mas ăn nhiều mà. Aí. Consegue, né? Dá, deixa eu ajudar, já. Fala assim. Fala assim. Cảm ơn. Cảm ơn. À, thịt, thịt. Đấy. Aqui. Ostia. Cuia, né? Yeah, cảm ơn. Cảm ơn. Yeah. Đấy. Tá cuia? Sim. Tá beba, né? Tá beba. Vamos ativar. Você só comer com mal. Né? Tô com mal. Đấy, lạt thịt ăn được cả, đấy, bún ăn sau. Cơm này. Chà. Nhớ ơi. Hey. Mi saudade, né? Um semana não vem saudade, né? Đấy, lạt thịt ăn hết các bạn. Ê, còn lại là bún. Có mấy dùng tù ca này còn massa, nhá. Ừ, chà, cái món này thì các em thì cực thích rồi. Đó, bé sổ. Cinco. Tá bom, né? Yeah, come. Ê, espera aí. Ê, ăn cái cả bụi mà nước mùi nè. Trời. Yeah, tay carne. Come carne. Ê, xin kìa. Nó tên đâu nữa? Thưa một đĩa đi. Chắc là mình cũng để lại cả đó đấy. Tình yêu là mình cũng để lại cho mấy má má đi. Để má má cắt cho. Để mẹ cắt cho tụi ăn. Các cháu ăn. Hoje está feliz muito. Tem que fazer bem, comer bem, já. Pra voltar sempre. Mình cũng có lẽ cũng ăn cái rất nhiều lần đây. Cái mặt xa này, cái gọi là cái bụng của bên đây rất nhiều lần đây. Mình ăn dù rằng mình thuộc rằng là ăn chứ không được. À, ăn gọi là món chứ ăn được à. Nó bụng mới được. Đấy các em. Hôi ra cui à? Sí. Ngon. Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đấy. Nói chung là ăn thì khi nào ăn xong thì cho hô tiếng này. Cho cái không khí sôi đầu người ơi. À. Dạ.
Ajuda so criança a comer, ya. Ô, Mati Varu, já acabou? Cứ gì mà thì vào đầu toàn là thịt ăn. Đấy. Có mấy ta mấy con ma xà. Ui trời. Quy à mùi tư, quy à. Cái em lớn thì ăn sống cả đây. Mà cái em nhỏ thì ăn hơi chậm. Đấy. Ngon. Ừ. Ngon ngon ngon. Kê đu mai. Ê trời. Mà chúng mà thì vào đầu ăn mình khỏe. Giỏi. Ôi sao cũng ngắn này. À mai nha với mai chá. Nè. Phải là cảm ơn. Ok, cảm ơn, cảm ơn. Lâu lắm mà mới quay lại cả em ở đây. Thì mình cũng thấy rất là vui. Đấy mà mình phải nấu như cái mình như khi cũng cả bạn comment rất là nhiều món nhưng mà mình cũng phải cho những cái món nào mà các em nhỏ dễ ăn đó mọi người. Dễ ăn mà ăn nó được ấy. Nhiều khi như món mà khô như món cả cái không ăn được nên là còn trong tuần này thì mình cũng sẽ đi ăn bản của anh Đông Bao Lưu một lần nữa, còn mình sẽ nấu số lượng lớn hơn của ngày hôm trước, hay lớn hơn ngày hôm trước để cho các người dân đó là người dân ăn luôn. Còn đấy thì người lớn cũng ăn được nhiều rồi, người làm nông nghiệp, người làm công trình thì mình cũng nấu nhiều rồi. Thì bây giờ người dân đó thì chưa bao giờ ăn thì mình sẽ nấu một món, hai món. Một món dành cho trẻ con và một món dành cho người lớn. Đấy, mình sẽ nói như vậy. Ya, carne come già tudo. Đấy. Đó, ui. Xoay. Nào. Ê, nó con sẽ come một chút tên cà rút à? Tay cà này. Đấy. Hoy está muito cuia. Sim. Comida hoje está bom? Sim. Tá bom mesmo? Sim. Yeah. Chưa bây giờ chỉ có một vài em đang ăn đấy, đang ăn đấy. Thì bây giờ thì cái video chắc là cũng sẽ kết thúc tại đây mọi người ạ. Tạm biệt ở đây. Thì mọi người thấy hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe kênh Chuyển Xe Tình Thương để mình cùng với mọi người có thể đi các bạn mời các bạn khác nấu ăn cho các em nhỏ, cho những người đang còn nghèo khổ, nghèo đói không có lương thực, không có ăn. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, hola, aquí, tú, hola, aquí. Chao, capa. Ok. Ok, 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 ok. 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 Ok, ba gặp mèo đi thì coi có ai đói thì ăn và đấy. Arrivo su panella. Massa, massa, rapido. Corre. Vai, vai. Ehi. 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 Mình phải múc để chia đều mọi người ạ, không để các mẹ có mẹ không.